Và tiếp theo đây thì vẫn là một câu chuyện về vệ sinh. Hầu hết thì các bậc phụ huynh thì đều có suy nghĩ là chúng ta không nên cho trẻ nghịch bẩn vì như thế thì sẽ khiến cho trẻ mắc bệnh đúng không? Tuy nhiên thì theo các nhà nghiên cứu thì việc nghịch bẩn cũng sẽ mang lại những lợi ích nhất định cho trẻ. Và chính vì thế mà mới đây các bậc phụ huynh tại Singapore thì đã có những quyết định đi ngược lại quan điểm chung là bằng cách họ trả tiền để cho con họ được chơi bẩn. Và mỗi cuối tuần thì trẻ em ở Singapore sẽ được đưa đến một khu vực trồng đầy cây xanh. Chúng được đi chân đất, nhảy vào những vũng bùn và học cách băng qua những con suối. Kết thúc buổi dã ngoại thì người của đứa bé nào cũng lấm lem đầy bùn đất. Ý tưởng này do tổ chức Nature Play, tổ chức quốc tế khuyến khích phương pháp giáo dục bằng cách cho trẻ tiếp xúc với tự nhiên khởi xướng. Và theo đó thì mỗi phụ huynh sẽ trả 30 đô la Mỹ cho một buổi học ngoài thực tế. Ban đầu thì phương pháp giáo dục trên được Nature Play áp dụng tại Anh và sau đó thì được đưa vào Singapore với sự hỗ trợ của một doanh nghiệp xã hội. Họ tổ chức hai lớp khác nhau và mỗi lớp diễn ra vào thứ sáu, lớp còn lại diễn ra vào thứ bảy hàng tuần. Địa điểm tổ chức thường là các khu rừng ở phía tây và phía đông của quốc đảo này. Và cây cối thì phải thấp và tầm vừa, sườn đồi thì không quá dốc để đủ cho các trẻ có thể leo và không gây nguy hiểm. Ban tổ chức thì không bắt buộc một phương pháp nào cụ thể để những đứa trẻ có thể vượt qua thử thách. Tuy nhiên thì các em phải tuyệt đối tuân thủ quy tắc là không được làm tổn thương người khác hay là gây hại cây cối cũng như là môi trường xung quanh. Trên thực tế thì học trong thiên nhiên chính là phương pháp truyền thống của người Nhật. Người Nhật thì chúng ta biết là họ rất coi trọng thiên nhiên rồi và họ đã tận dụng mọi cơ hội để mình và các thành viên trong gia đình có điều kiện hòa mình vào thiên nhiên và đặc biệt là đối với các em nhỏ. Các thầy cô giáo ở Nhật thì cũng tin rằng là thiên nhiên chính là lớp học tuyệt vời nhất cho mọi đứa trẻ. Vì thế mà họ tận dụng tối đa thời gian có thể để cho các em học sinh của mình được nghịch nước, vầy bùn và nô đùa thỏa sức với thiên nhiên. Vâng, các nhà nghiên cứu thì cũng khuyến khích là các bậc phụ huynh nên cho con mình tiếp xúc với môi trường bên ngoài nhiều hơn, trong đó có cả việc nghịch đất chẳng hạn, bởi vì là trong đất thì có một loại vi khuẩn lành tính có khả năng kết hợp với các hoạt chất của não bộ để sản xuất ra một cái gọi là serotonin, được coi là hormone hạnh phúc và khiến cho người ta luôn cảm thấy vui vẻ và phấn khởi. Những đứa trẻ đi chơi về đều có tâm lý này đúng không? Và không chỉ vậy thì khi chơi nghịch đất như vậy thì trẻ sẽ tiếp xúc nhiều với các loại vi khuẩn và cơ thể của trẻ thì sẽ tự sản sinh ra các kháng thể và chống lại vi khuẩn này khiến trẻ khỏe hơn. Tất nhiên thì chúng ta vẫn phải cho con chơi trong cái sự kiểm soát của mình, không phải lúc nào và bất kỳ chỗ nào chúng ta cũng cho trẻ chơi đúng không?